Cô xin chào tất cả các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Lệ Thu, là giáo viên khối 1 của trường tiểu học Trần Văn Ơn. Hôm nay, chúng ta sẽ học môn tiếng Việt 1 của bộ sách Trần Trời Sáng Tạo. Trong tiết học này, cô hy vọng các em tập trung lắng nghe cô giảng bài nhé. Để học tốt tiết học này, các con cần chuẩn bị giúp cô vở bài tập tiếng Việt 1, tập 1, bút chì, gom. Các tiết trước, các con đã được học các vần kết thúc bằng âm cờ. Bây giờ cô trò chúng ta cùng ôn lại các vần này nhé các con. Cô mời con. À đúng rồi. Cô mời con. Giỏi quá. Cô mời con. Cô khen con. Tiếp theo, cô mời con. À, giỏi quá. Cuối cùng, cô mời con. Ốc. Hoàn toàn chính xác. Các con vừa đọc được các vần kết thúc bằng âm cờ rất tốt. Bây giờ chúng ta qua chủ đề vui học. Để học tốt chủ đề này, chúng ta cùng thực hiện bài tập số 1 các con nhé. Bài tập 1 yêu cầu điền vào chỗ trống tích hợp các vần ác, ắc, ức. Để làm bài tập này, các con và cô cùng quan sát tranh để chọn vần tích hợp điền vào chỗ trống cho đúng các con nhé. Các con hãy quan sát tranh thứ nhất cho cô biết. Đây là củ gì thế các con? À, giỏi quá, đây là củ lạc. Thế trong tiếng lạc có vần gì các con? Trong tiếng lạc có vần s. Vậy bạn nào giúp cô đánh vần tiếng lạc? L ác lác nặng lạc, củ lạc. Các con và cô cùng quan sát tranh thứ hai cho cô biết đây là quả gì thế các con? À, chính xác, đây là quả gấc. Vậy trong tiếng gấc có vần gì nào? À đúng rồi, trong tiếng gấc có vần ức, quả gấc. Cô và các con hãy quan sát tiếp tranh thứ ba. Cô đố các con tranh vẽ gì nào? À, tranh vẽ cái mắt áo. Vậy bạn nào cho cô biết trong tiếng mắt có vần gì? À, chính xác, trong tiếng mắt có vần ắc, mắt áo. Cô trò ta cùng điền đúng các vần vào chỗ trống. Vậy chúng ta cùng đọc lại một lần nhé. Củ lạc, quả gấc, mắc áo. Tương tự, bài tập số 2 cũng yêu cầu chúng ta điền vần ốc, ốc vào chỗ trống. Các con quan sát tranh thứ nhất, cho cô biết đây là gì vậy các con? À, đúng rồi, đây là hốc cây. Hốc cây là một chỗ lõm sâu của thân cây đó các con. Vậy, tiếng hốc có vần gì thế các con? À, giỏi quá, tiếng hốc có vần ốc, cây. Các con quan sát tranh thứ hai, hãy cho cô biết bạn nhỏ đang làm gì thế? Bạn nhỏ đang đọc bài, quá giỏi. Các con hãy đánh vần tiếng đọc giúp cô nhé. Đờ, ốc đốc, nặng đọc. Đọc bài. Tiếp theo, cô đố các con, bạn nam trong tranh đang đeo cặp đi đâu thế? À, đúng rồi, bạn đang đi học. Các con hãy cho cô biết trong tiếng học có vần gì thế các con? À, đúng rồi, vần ốc. Đi học. Các con vừa điền đúng các vần vào chỗ trống. Vậy cô trò ta cùng đọc lại một lần nữa các con nhé. Hốc cây. Đọc bài. Đi học. Các con vừa thực hiện xong điền vần thích hợp vào chỗ trống. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua phần luyện đọc. Để đọc tốt, các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu một lần nhé. Sa mạc có gì? Cô giáo dạy sóc nhỏ. Sa mạc có ốc đảo, ở đó có cây chà là, cỏ giấy,
Sa mạc là quê của lạc đà. Nghe cô giáo kể, sốc mê sa mạc ghê. Các con chú ý, bài đọc này có 4 câu. Câu đầu tiên bắt đầu từ cô giáo đến ốc đảo. Hết dấu chấm là một câu. Sau dấu chấm là câu thứ hai, từ ở đó đến cỏ giấy. Câu thứ ba, từ sa mạc đến lạc đà. Và câu cuối cùng, từ nghe cô giáo đến sa mạc ghê. Các con hãy nhẩm đọc lại và hãy gạch dưới những tiếng có vần ốc, ốc, ác đã học trong bài nhé các con. À, các con vừa đã nhẩm đọc xong. Cô cũng đồng ý với các con đã tìm đúng cái tiếng có men vần ốc, ác, ốc. Bây giờ các con cùng cô luyện đọc lại các tiếng vừa tìm được nhé các con. Mạc, sóc, lạc, ốc. Con vừa luyện đọc bài, bây giờ các con hãy suy nghĩ và cho cô biết quê của lạc đà ở đâu vậy các con? À rất tốt, quê của lạc đà ở sa mạc đó các con. Cô giới thiệu với các con, đây là sa mạc. Các con có biết không, sa mạc là một vùng rộng lớn, có khí hậu rất là khô, không có nước. Hầu như không có cây cối và động vật sinh sống đó các con. Cô thấy các con học rất là tốt. Bây giờ cô chào ta cùng lắng nghe giai điệu vui nhộn sau đây nhé. Cô sẽ cho các con chơi trò chơi chọn ô số. Trò chơi này các con sẽ chọn ô số và đánh dấu tích vào tiếng hoặc từ đúng sau. Ô số 1. Chúc, trúc. À, cô cũng đồng ý với các con. Tiếng đúng là tiếng trúc. Các con có biết không, cây trúc là thuộc họ thân cây tre và các con thường thấy người ta trồng nhiều ở vùng quê. Ô số 2. Sóc, sóc. À, giỏi quá. Tiếng đúng ở đây là tiếng sóc.
Con sóc là một con vật gần gũi với các con, như các con đã biết. Ô số 3. Các con hãy quan sát bức tranh miêu tả lại hiện tượng ấm nước đang được đun sôi và bốc hơi. Vậy, từ đúng, bốc hơi hay là bốc hơi? À, đúng rồi, bốc hơi. Các con lưu ý khi ấm nước đang đun sôi, có hiện tượng bốc hơi, các con hãy cẩn thận vì có thể sẽ gây nguy hiểm đến các con nhé các con. Ô số 4. Gốc cây. À, đúng rồi, từ đúng là từ gốc cây. Gốc cây là một phần dưới cùng của thân cây đó các con. Cô trò ta cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. Dựa vào bức tranh bên dưới, các con hãy làm bài tập sau. Các con cùng quan sát bức tranh và cho cô biết tranh vẽ gì đó các con. À, đúng rồi, tranh vẽ bạn nam tên là Tài và bạn nữ tên là Hà. Các con quan sát tiếp và cho cô biết bạn Hà và bạn Tài đang làm gì đó các con. À, đúng rồi, bạn Tài đang vẽ chú hạt nhỏ và bạn Hà đang vẽ quả gấc. Dựa vào bức tranh trên, các con hãy nối câu đúng theo tranh. Các con nhìn bên trái. Cô có từ Tài vẽ, Hà vẽ. Nhìn bên phải, cô có từ quả gấc, chú hạt nhỏ. Vậy các con hãy nối từ tích hợp giúp cô nhé. À, đúng rồi, cô cũng đồng ý với các con. Tài vẽ chú hạt nhỏ, Hà vẽ quả gấc. Tiếp tục dựa vào bức tranh bên dưới, các con hãy làm bài tập sau. Các con hãy quan sát bức tranh và điền vào chỗ chấm để có câu đúng. Các con hãy cho cô biết bạn Tài và bạn Hà đang làm gì vậy các con? À, đúng rồi, bạn Tài và Hà thì vẽ. Các con học rất là tốt, bây giờ cô chờ chúng ta cùng tô màu các con nhé. Ở bài tập này, yêu cầu chúng ta tô màu cây, hoa, có gắn chữ, chứa vần ốc, út. Khi tô màu xong, các con đọc các chữ có trong bức tranh đã tô. Bây giờ, các con hãy chọn màu tùy thích để tô vào cây, hoa, có vần ốc, út nhé các con. Cô thấy các bạn tô màu rất là đẹp. Và bây giờ các con hãy cùng đọc to các vần các con vừa tô nhé. Sóc, quả cốc, cúc. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp các con ở tiết học sau. Cô chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi và vâng lời bố mẹ các con nhé.